Hello, chào tất cả các bạn đang xem video của mình. Hôm nay mình sẽ review skin Batman rơi địa ngục các bạn. Skin DC các bạn ơi. Ok, mình đã vô game rồi các bạn ơi. Mình sẽ review skin này cho các bạn tham khảo nha. Đầu tiên là đồ đánh thường các bạn ơi. Chiêu 1 các bạn. Chiêu 1 quạt luôn sát thương vật lý các bạn. Một nạn nhân là sẽ tăng cấp 2 lần. Còn đông thì chỉ có một. Còn chiêu 2 nè các bạn. Chiêu 2 là phi tiêu dao các bạn. Tiêu dao là nó sẽ hồi lại máu các bạn. Còn chiêu cuối nè các bạn. Kích hoạt lại một lần nữa là nó sẽ bay đến các bạn. Còn miếng về nè các bạn. Miếng về là cũng bình thường thôi các bạn ơi. Justice. Try me. Video mình tới đây là hết rồi các bạn ơi. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và đừng quên nhấn chuông nhận những thông báo video mới nhất của mình nha. Bye bye các bạn.